Xin chào cả nhà nha. Thì là đó đầu tiên cho được gửi lời chúc sức khỏe đến cô dì chú bác anh chị em đang xem cái video của được nha. Thì được xin chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã luôn ủng hộ được trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay được với cha. Alo cả nhà cha. Đây là cha của cô được nha cả nhà. Thì hôm nay hai cha con đi cắm mấy cần câu. Cha đem theo đó nhiêu cần đó? 35 cần ạ. À? Hôm nay được có chuẩn bị ít nhái nha cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đây là nhái cắm câu cả nhà. Hồi sáng được có đi mua chủ yếu là cắm cũng ba mấy cần á. Đây cha, nhái này cha. Thì hôm nay cho cha chỗ nghề lại nha. Hồi xưa này là cắm câu là nghề của cha đó. Cha nuôi mấy ba đứa con bằng cái nghề này cả nhà. Ừ, để mồi này đi. Nhái ngấm à? Ôi, ngấm nhiều vậy. Ngấm này thì nó cấm, nó bán thì có chết. Dạ. Rồi cho đưa đây. Móc nhái nè. À, cho móc ở dưới lên nè. Móc ở ngay mép mắt hả? Cái mép mà ở mép nó miệng thôi, đừng đang chân cái mũi nó chết. Dạ. Nó chết. Dạ. Cấm móc một cái mỏ cũng được. Thì cả nhà ơi, bây giờ cắm vài cái cần đầu tiên thôi để được chống cái xuồng cho cha cắm cho dễ nha cả nhà. Thì đợi xíu tới hồi đi thăm câu thì được sẽ quay cho cả nhà mình xem cái những cái khoảnh khắc mà dính cá cả nhà. Câu cho nó hấp dẫn nha. Rồi, hai xin chào cả nhà nha. Thì giờ này cũng được 8 giờ mấy rồi cả nhà. Nên là hai cha con quyết định đi thăm câu nha cả nhà ơi. Thì hai cha con đem theo cái này để đựng cá cả nhà. Táp cho cá nhỏ. Lâu khổ luôn. Một cái nhỏ. Ê, dính con đầu tiên cả nhà ơi. Vô hả? Anh giác cà phê quá. Vô cả nhà. Okay. Chỉ cách xử lý nha. Đó. Đưa tiếp. Đây. Để nó cho gỡ luôn đi. Cho gỡ đi nè. Wow, con đi. Tầm 250 đến 300 g cả nhà. Đây, nghe nhảy gõ gàng, vô cả nhà ơi. Chở tay đây. 100 g. 100 g con này nhỏ, không bự. Có dính được rồi. Dạ. Yeah. Mình đâu có nuôi nó ngày nào đâu. Cá này là cá tự nhiên cả nhà. Mùa nước con nước lên thì nó lớn theo con nước đó. Mình đi cắm câu rồi mình bắt nó mình dùng thôi. Chứ mình không có thả mồi ngày nào cũng. Ý, có gì á? Mới chạy. Vậy là nó con nằm đó cha. Ăn xong nằm nó đợi ăn thêm con mồi nữa nha. Ăn thêm con mồi này nó là chết cũ nó liền á.
Ở đây có đâu đây có con cần này nha. Ủa, gần gần. À, đây 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 cả nhà ơi. Vậy nãy giờ đây. Con này cũng nhỏ à. Đó. Tí tí tí. Lên thôi. Con 100 gram nữa. Cầu cỉnh. Cầu cỉnh. Thành quả của hai cha con đi nãy giờ được 3 con cả nhà. Thăm đợt đầu nha. Tối nay mình đi thăm tới 3 đợt rồi. Thì giờ gần 12 giờ cả nhà. Cũng cách được 3 tiếng, 3 tiếng mấy à. Thì hai cha con quyết định đi thăm thêm một đợt câu nữa nha cả nhà ơi. Rồi tiếp tục đem theo cái tụng này để mình định cái nha. Hồi đầu hôm sảy giờ giữa hôm sảy nữa cả nha. Cha của Lực đang sửa lử rồi. Chắc mình thăm dạo này mình để sáng mình cuốn luôn kìa. Sáng mình cuốn luôn. Dạ. Thay giờ này giữa đêm cả nha. Không không giờ. Cần này thấy khác kìa. Dính không? Đây 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 dính cái nhà. Rồi dính ngay ngồi ngược tay. Đó. Lực can cấu. Ồ cá bự cả nhà. Con này nó muốn sằng luôn. Nó gì hả nha? Thấy con tính đâu nó ngáp ấy rồi cầm meo trên quá hàng cần câu muốn gãy hơn chịu hả hên ha vậy cái gãy luôn rồi nha gãy đọt. Quăng đọt thôi, quăng đọt thôi. Quá, quá, ngon. Ngon lành cả nhà ơi. Hôm nay trúng rồi trời. Trúng rồi, giờ này trúng rồi. Trời. Quá, cả nhà, quậy. Em. Ấy, quay mày. Cái này xuôi rồi. Dạ. Mình nãy giờ được 5 cần hết nha. 5 cần hai em mình đó cả nhà. Vô rồi. Hai cho con nhắc này thăm giữa khuya là giờ này ngon rồi cả nhà ơi. Nhảy tung tăng luôn cả nhà. Cần này còn cả nhà. Rồi sao dính quẻo này vậy? Thẳng đơ rồi. Rồi nghẽo rồi cả nhà. Cái lóc này chắc ngợp chứ mình ớt mình chiên ấy chứ kho ăn nó cứ ngắt vô cả nhà ơi sảy hay chết ồ chết nữa cả nhà ơi yeah. Nó ngợp nữa nó bị ngợp nữa tại cách tới 3 tiếng hay là còn ngủ canh giữa đêm luôn mà đi không có nghe ngủ luôn mà. Mình kiếm cá ăn không có nhà chứ không phải kiếm cái bán nếu mà theo người ta bán là cứ
2 tiếng người ta tao 5 lần nó sống, còn mình thì kiếm cái ăn sống chết để đại sao có dính là được. Sai đi. Đây 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 đây. Chìm xuống rồi. Im luôn đi. Thấy rồi nè. Im luôn. Liệt mất tiêu rồi đâu cả nhà. Lụm cả nhà ơi. Trời trời quậy à, ghét không? Lụm lúa nha. Lên chuồng. Con này chừng là gửi. Ngon cả nhà không? Hồi nãy là mình bây giờ mình không được 5 con này, 3 con sống, 2 con chết. Ý, ướt. Chết chắc thì nó. Thôi đây mình neo đó, nó sáng mình dở ra kết quả, gom gom thấy được nhiêu. Hai xin chào cả nhà nha, thì buổi sáng được xin chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật là vui vẻ cả nhà, mát mẻ cả nhà. Thì sáng hôm nay hai con đi cuốn câu. Ó, nghe nhảy đó cha. Vậy đó hả? Buổi sáng này bầu trời nước nổi nè cả nhà. Cha không chống ấy, chống đưa con đầu lại, chống đầu con. Đúng rồi. Ủa xa xa. Cần câu thứ tư đúng rồi đó, cần câu thứ tư nhỏ, gãy đọt. Một hai ba bốn cần này ở đây vô câu nha, này là thế chạy ra chạy luôn vô cái hàng câu cả nhà ơi. Rõ ràng cha thấy chưa, cha thấy dính 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 cá bự hay gì á nha. Ồ cá bự cái vô nhất cả nhà. Vô vô. Thấy một gan. Đấy nhảy đi, nghe chỗ này. Ồ vô ngon lành nó nhỏ luôn. Con này vô nhất. Con này tầm 3 lạng rưỡi á nha. 400. 400 gram luôn á nha. Cái miệng nó hết hồn rồi. Cái này nó đang mộng. Cái câu có gan nó phiêu. Hay quá. Con là con bỏ luôn rồi đó, không để. Nãy ngày mày quậy thôi chứ không để chỗ này. Cũng cần một mà. Không. Dính không? Ồ dính cái này. Ý ý ý. Quá. Cái này nhỏ mà làm quá. Lại quậy quá quậy. Đó. Nó thịt là ăn được. Đổi với phong thủy cho nó sáng, đổi phong thủy cái tụng hồi tối ấy quá. Tụng nói nó thấy sợ quá. Nó vô được. Chết rồi, con này dính. Dính chết cục trắng quách kìa nha.
Mấy chết này hồi gom gom chiên. Chiên xả hết. Con này nhỏ rồi cả nhà, nó không bự. Đây đây đây, cần này dính rồi cả nhà. Thấy rồi đó, thấy em nó đó. Nhỏ xíu à. Dính. Có dính là có ăn. Con nhỏ quá trời. Dụ luôn hả? Thả con nhỏ quá. Thả lại cả nhà, con này nhỏ quá. Con này bự hơn tụi cái tí. Ba lần luôn, cần này là cắm hôm là móc ba tốn ba con nhái nha. Rồi vậy là xong. Thôi mình kiểm câu lại ok. Về mình coi kết quả nha cả nhà ơi. Ở đây cả nhà. Đây là cái thành quả hồi tối nha cả nhà. Chứ có mấy con cá chê đồ là không phải nha. Tại cá chê là bữa cha đổ lọt vô cả nhà. Được mấy con. Cắm câu hôm giờ cũng được mười mấy con á, nhỏ nhỏ không à. Cũng được bự. Bỏ vô luôn nha. Hay đổ vô luôn ha. Okay, con này bự nè cả nhà con nha. Con này là sáng dính rồi cả nhà, bốn lạng á, cá chà bá luôn. Dạ, đổ vô nha. Cái con tầm được hai ký mấy. Giờ mình neo lại cái nằm ăn xuống, mình bắt lên thôi, mình khỏi khỏi đi cắm nữa cả nhà.